Sư Tôn Thiên Thời Phương xin gửi lời chào các bác. Đây là hiện trường vụ gọi là bán thanh lý những cặp loa B3X10i. Thì lời đầu tiên thì cho phép anh Phương xin gửi lời gọi là xin phép tất cả anh em bán audio trên toàn quốc. Hiện tại thì bên nhà anh Phương thì chủ yếu là bán loa JBL Mỹ, không chuyên nhiều về loa B3. Cho nên là xin lỗi những anh em đang bán B3, là anh Phương chỉ có vài cặp thôi. Bán giao lưu để phát triển kênh, cho nên là bán hết thì anh Phương sẽ chuyển sang bán JB. Cho nên là những đôi loa này hiện tại thì trên thị trường đang bán 17 triệu đến 18 triệu một đôi. Thì bên anh Phương chỉ bán giao lưu với các bác có 14.500.000, mà giá này không mặc cả và không bao ship. Bởi vì giá này là em bán giá vốn luôn rồi. Đây là đôi loa B3X12 đang được test để chuẩn bị về thành phố thị xã Kinh Môn, Hải Dương, Phú Thứ. Đây là những đôi loa cực kỳ hợp lý về giá thành, về độ bền thì rất là cao, hàng thì đẹp, xuất sắc luôn các bạn. Mượt mà đẹp xuất sắc. Bộ đôi loa B3 rất chuẩn chỉ, zin từ A đến Á. Bởi vì loa B3 này thì em chưa gặp trường hợp nào nó bị cháy bao giờ cả. Nó rất là lì mặt, bền, tiếng bát, tiếng chép. Hai cái giải này của loa B3 X12 thì nó được gọi là loa quốc dân rồi, cực kỳ bền bỉ, giá thành hợp lý. Và nếu nói về một vài năm trước thì đây là một trong những niềm mơ ước khát khao của nhiều anh em chơi audio trên toàn quốc. Anh Phương xin cảm ơn các bác đã theo dõi cũng như là ủng hộ anh Phương. Bác nào mức đầu tư tiền thấp, muốn loa hay, loa bền và chuẩn chỉ thì hãy alo cho em với số máy 0971988555 để nhanh chóng sở hữu những đôi loa X12 với giá là giá sàn luôn các bác nhá. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Nghe âm như thế này các bác chắc là các bác không chê được rồi. Đây mới đánh một quả thôi các bác nhá. Ok, xin gửi lời chào tạm biệt.